Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông Nga dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, Valentina Matvienko tuyên bố nước này có siêu vũ khí để đáp trả hiệu quả mọi hành động gây hấn. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Liên bang, bà Matvienko miêu tả việc phô trương thành công tên lửa tầm trung Oresnik mới nhất của Nga là một hành động địa chính trị quan trọng trong thời đại hiện nay. Bà Matvienko nói, chúng ta có phương tiện, trong đó có siêu vũ khí, để đưa ra phản ứng mạnh mẽ và không thể tránh khỏi. Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh, sẽ luôn có đáp trả. Theo bà Matvienko, Nga không làm gia tăng căng thẳng mà bị buộc phải đáp trả. Bà nhấn mạnh, Nga phải luôn sẵn sàng cho việc này và không có quyền lơ là. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng tuyên bố, việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik mới chống Ukraine là cần thiết để tiếng nói của Moscow được lắng nghe. Hãng tin RIA dẫn lời ông Ryabkov cho biết, Nga không cho rằng thời điểm đàm phán với phương Tây đã qua, nhưng giờ đây, Moscow cần sử dụng các biện pháp mạnh hơn để quan điểm của mình được lắng nghe rõ ràng. Ông Ryabkov nhấn mạnh, Nga cam kết tuân thủ các thỏa thuận với Mỹ về việc thông báo cho bên kia liên quan các vụ phóng thử tên lửa. Bà Matvienko bày tỏ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo phương Tây sẽ rút ra kết luận đúng đắn từ những diễn biến mới nhất, thức tỉnh và thừa nhận rằng họ đã thua, rằng họ đã không đạt được mục tiêu kiềm chế sự phát triển của Nga, rằng họ đã không gây ra thất bại địa chính trị cho Nga và ngồi vào bàn đàm phán về nhiều vấn đề khác nhau. Bà cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, phương Tây sẽ đi vào ngõ cụt. Nhà ngoại giao lưu ý rằng phương Tây vẫn ám ảnh với ý tưởng gây ra thất bại chiến lược đối với Nga, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công mới nhất của Kiev vào các vùng lãnh thổ của Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp. Ngược lại, phía Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom để mô phỏng việc thả vũ khí qua Phần Lan, đồng minh của NATO, sau khi Nga sử dụng một tên lửa siêu thanh mới vào Ukraine. Máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress đã được triển khai tại Vương quốc Anh, đã thực hiện nhiệm vụ huấn luyện mô phỏng thả vũ khí, không quân Mỹ cho biết. Phần Lan là một trong những quốc gia thành viên mới nhất của NATO và có chung biên giới với Nga. Ít nhất một trong những chuyến bay của máy bay ném bom đã được Flightradar24, một dịch vụ theo dõi máy bay ghi lại. Máy bay NATO khởi hành từ căn cứ không quân Fairford ở Anh và bay về phía Đông Bắc khi bay qua Biển Bắc, Đan Mạch và Biển Baltic trước khi đến miền Trung Phần Lan. Máy bay ném bom của Mỹ đã phối hợp với máy bay chiến đấu FA-18C Hornet của Phần Lan và máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen của Thụy Điển trong nhiệm vụ huấn luyện. Trong một thông báo, không quân Mỹ cho biết, nhiệm vụ này thể hiện vai trò ngày càng tăng của Phần Lan trong Liên minh NATO và đánh dấu một cột mốc nữa trong việc tăng cường khả năng phòng thủ tập thể của NATO. Không quân Phần Lan cho biết, hợp tác song phương với Mỹ đã tăng cường năng lực phòng thủ của Phần Lan, góp phần vào phòng thủ tập thể và răn đe của NATO ở Bắc Cực. Chuyên gia Mỹ khẳng định, không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới hiện nay có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Nga. Chuyên gia công nghệ tên lửa hàng đầu của Mỹ, giáo sư danh dự về khoa học, công nghệ và chính sách an ninh quốc gia nghỉ hưu của MIT, Theodore Poston nhấn mạnh, không, hoàn toàn không, không có gì có thể ngăn chặn được hệ thống tên lửa Oresnik. Ông Theodore Poston bác những tuyên bố, hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, bao gồm Aegis, Aegis Ashore, THAAD, Patriot và Iron Dome có thể ngăn chặn Oresnik. Phản bác lại những lập luận cho rằng, hệ thống tên lửa Oresnik vốn sử dụng công nghệ lỗi thời trước đây của Moscow. Chuyên gia Poston nói, bất kỳ ai đưa ra tuyên bố đó đều không biết gì, hoặc họ chỉ đang nói dối. Những tuyên bố này đều được đưa ra bởi những chính trị gia không biết gì về tên lửa Oresnik và những tên lửa khác. Theo chuyên gia Poston, đây là hệ thống sử dụng công nghệ rất tiên tiến. Hệ thống Aegis, THAAD, Patriot và Iron Dome có khiếm khuyết cơ bản. Do đó, chúng thậm chí không thể chống lại tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn, chứ đừng nói đến thứ tinh vi như hệ thống Oresnik. Cách đây ít ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mỹ và đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trước khi tên lửa của hai quốc gia này tấn công cơ sở quân sự của Nga ở vùng biên giới Kursk và Bryansk. Nga trả đũa bằng cách phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oresnik mới nhất có tải trọng phi hạt nhân vào nhà máy quốc phòng của Ukraine ở Dnipro. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo lập trường khiêu khích của phương Tây có thể dẫn đến hậu quả lớn trong trường hợp gia tăng căng thẳng hơn nữa. Ông Vladimir Putin cũng tuyên bố không có hệ thống nào sở hữu khả năng chống lại các loại vũ khí như vậy. Hệ thống phòng không toàn cầu hiện có và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu không thể đánh chặn tên lửa này. Ngoài ra, Moscow liên tục cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cuộc thử nghiệm tên lửa tiếp theo dựa trên mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Trong những thập niên qua, phương Tây được cho là đã tập trung vào tăng cường chất lượng của từng loại vũ khí hơn là số lượng. Một số chuyên gia cho rằng, cách tiếp cận của phương Tây
khi can dự vào các cuộc xung đột là thực hiện tấn công chớp nhoáng với ưu thế vượt trội về công nghệ vũ khí. Tuy nhiên, chiến lược quân sự trên đã lộ ra những điểm yếu khi tham gia vào xung đột kéo dài, mà cuộc xung đột ở Ukraine là minh chứng cụ thể. Cựu thiếu tướng quân đội Úc Mick Ryan nhận định với Business Insider: "Chúng tôi đã không dự trữ vũ khí cho kiểu xung đột kéo dài như vậy, trong khi Nga thì có. Trong thế kỷ 20, Mỹ nhận thấy sẽ không thể so bì với Liên Xô về quy mô sản xuất vũ khí hàng loạt. Do đó, Washington tập trung đưa những công nghệ tốt nhất vào từng sản phẩm." Ông George Barros, nhà nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV, có trụ sở tại Mỹ, nhận định với học thuyết quân sự trên: "Người Mỹ đã cho ra đời những vũ khí như xe tăng Abrams, có hỏa lực và giáp dày hơn mẫu xe tăng dòng T của Liên Xô, vốn được sản xuất với số lượng lớn. Song mặt trái của cách tiếp cận ưu tiên số lượng hơn chất lượng sẽ lộ rõ khi phải đối đầu với những đối thủ có tiềm lực quân sự mạnh và có thể kéo dài xung đột. Trong xung đột tại Ukraine, ở nhiều thời điểm, Kiev đã phải cân nhắc mỗi khi định dùng tên lửa phòng không đánh chặn máy bay không người lái UAV của Nga. Theo nguồn tin trong nước, tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine có khả năng sản xuất vũ khí và thiết bị trị giá lên tới 20 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước chỉ có thể hỗ trợ khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Các chính phủ và công ty phương Tây đang coi Ukraine là nơi thử nghiệm cho các công nghệ quân sự tiên tiến. Họ cung cấp thiết bị, vốn và kiến thức chuyên môn, trong khi Ukraine thử nghiệm và phản hồi, cũng như cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực chiến. Theo tờ Kiev Independent, tiền tuyến hiện nay đã trở thành cái nôi thực sự của cải tiến quân sự. Cuộc xung đột tại Ukraine đặt ra vấn đề trong việc cân bằng giữa sở hữu vũ khí công nghệ cao nhưng vẫn đảm bảo dự trữ kho vũ khí. Xung đột cùng với nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng đã thúc đẩy hoạt động sản xuất vũ khí ở phương Tây tăng mạnh, mặc dù các chuyên gia về chiến tranh và nhiều nhà lập pháp cho là chưa đủ. Ông William Abercre, chuyên gia quân sự tại trung tâm Stimson Mỹ, nhận định sản xuất quốc phòng của phương Tây đáng lo ngại và chưa được giải quyết triệt để. Dù các thành viên NATO đang có những chuyển biến đúng hướng, ngoài ra, năng lực sản xuất tại các nước phương Tây cũng là dấu hỏi, ngay cả khi các nước chịu chi tiền. Nếu đặt lên bàn cân với cường quốc sản xuất như Moscow hay Bắc Kinh, các nhà quan sát cho rằng đề cao số lượng không đồng nghĩa việc hạ thấp giá trị của những món vũ khí công nghệ cao. Thay vào đó, chúng có thể được sử dụng kết hợp và đóng vai trò chiến lược sau khi loạt vũ khí giá rẻ được sử dụng nhằm tiêu hao sinh lực đối thủ. Mặc dù Ukraine và Nga đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái trong thời gian qua, nhưng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vẫn là những vũ khí quan trọng giúp các bên tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn. Tên lửa hành trình có phần giống máy bay không người lái, bay ở độ cao vừa. Chúng có khả năng cơ động khi tiếp cận mục tiêu, có GPS, dẫn đường quán tính, lập bản đồ địa hình hoặc các công cụ khác giúp điều chỉnh hoặc thay đổi hướng đi. Dưới đây là danh sách những loại tên lửa mà Nga và Ukraine đã sử dụng trong cuộc xung đột, cách thức hoạt động và hiệu quả của chúng trên chiến trường. Những loại tên lửa Ukraine sử dụng. Đầu tiên là tên lửa ATAC-MS. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ sản xuất, ATAC-MS, là tên lửa đạn đạo đất đối đất, chiến lược có tầm bắn khoảng 300 km, di chuyển với tốc độ siêu thanh, có thể mang theo đạn thông thường hoặc đạn chung. Thứ hai là tên lửa Storm Shadow. Storm Shadow hay SCAP là tên lửa hành trình do Anh và Pháp phát triển, có tầm bắn tối đa khoảng 250 km. Tên lửa thường được phóng từ máy bay có tầm bay thấp để tránh bị phát hiện. Anh bắt đầu cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow tấn công các mục tiêu ở bên trong nước Nga vào tháng 11 năm 2024. Thứ ba là tên lửa Palyanitsia. Palyanitsia là tên lửa lai máy bay không người lái mới của Ukraine. Palyanitsia được cho là có tốc độ nhanh và uy lực hơn các loại máy bay không người lái UAV mà Ukraine đang sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Kiev vẫn giữ kín thông tin về thiết kế cũng như thông số của vũ khí này. Cuối cùng là tên lửa phòng không. Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống phòng không phương Tây như hệ thống Patriot và Hawk của Mỹ, NASAMS của Na Uy, hệ thống IRIS-T do một tập đoàn châu Âu phát triển và SAMTE do công ty MBDA có trụ sở tại Pháp chế tạo. Ngược lại, phía Nga cũng đang sử dụng các loại tên lửa như tên lửa Oreshnik. Tên lửa tầm trung Oreshnik được thiết kế dựa trên công nghệ dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vì vậy, cuộc tấn công của Nga vào Dnipro bằng tên lửa Oreshnik được hiểu là lời cảnh báo đối với phương Tây rằng Moscow sẵn sàng sử dụng những vũ khí mạnh hơn nếu phương Tây bước qua lành giàn đỏ. Oreshnik có thể có tầm bắn 5.000 km, vươn tới nhiều mục tiêu trên khắp châu Âu và bờ Tây nước Mỹ. Thứ hai là tên lửa KH-101.
Nga có kho dự trữ tên lửa hành trình rất lớn, được ký hiệu bằng KH. Các tên lửa KH có tốc độ khác nhau và có thể được phóng từ máy bay ném bom chiến lược bay hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine thường xuyên báo cáo bắn hạ hàng chục tên lửa KH-5969 và KH-101 trong các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Thứ ba là Iskander-M. Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn được vận chuyển bằng đường bộ có tầm bắn 500 km. Nga thường xuyên sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công Ukraine. Iskander-M là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao, được dùng để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí rất hiệu quả. Thứ tư là tên lửa Kinzhal. Kinzhal có nghĩa là dao găm, là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không thế hệ mới của Nga. Tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và rất khó bị đánh chặn. Tokha-U. Tokha-U là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo Tokha, có tầm bắn tối đa 120 km. Loại vũ khí có từ thời Liên Xô này được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến thuật như trung tâm chỉ huy, sân bay và cơ sở hạ tầng của đối phương. Cả Nga và Ukraine đều có tên lửa này trong kho dự trữ và thường xuyên sử dụng để tập kích cứ điểm của nhau. Ngoài ra, Nga còn sở hữu bom lượn và các hệ thống tên lửa phòng không đất đối không di động tầm xa như S-400. Hệ thống có khả năng bắn hạ tên lửa, Nga cũng sở hữu hệ thống phòng không S-500 vô cùng lợi hại. Theo một cuộc thăm dò do CBS News thực hiện với công ty phân tích dữ liệu YouGov, hơn một nửa người Mỹ, 51%, tin rằng chính phủ của họ nên ngừng gửi vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, 49% số người được khảo sát ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cuộc thăm dò cho thấy, 79% số người được hỏi cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và nhóm của ông nên xem xét kỹ lưỡng việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Đáng chú ý, khoảng 33% số người tham gia cuộc thăm dò cho biết ông Trump nên ưu tiên vấn đề này cao, trong khi 36% coi đây là mức ưu tiên trung bình. Cuộc khảo sát được thực hiện ngay sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, diễn biến làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ sẽ cắt giảm sự hỗ trợ quan trọng của nước này cho Ukraine. Ukraine ban đầu nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ khi xung đột với Nga nổ ra, nhưng những ý kiến phản đối ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã trì hoãn trong nhiều tháng việc phê duyệt dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vào đầu năm nay, trực tiếp góp phần gây ra những bước lùi trên chiến trường của Ukraine. Điều đó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ hỗ trợ Ukraine. Trả lời câu hỏi về liệu ông Trump nên ưu tiên đến mức nào cho việc phát triển các chính sách và kế hoạch nhằm hạn chế viện trợ cho Ukraine, 33% cho rằng đó là ưu tiên cao, 36% cho rằng đó là ưu tiên trung bình và 31% cho rằng đó không phải là ưu tiên. Cuộc khảo sát có sự tham gia của 2.232 người trả lời thuộc cả hai đảng và được thực hiện từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 11. Hiện nay, các nhà lãnh đạo châu Âu phải đối mặt với một câu hỏi mà họ không mong muốn phải tìm lời giải, đó là nếu Mỹ rút khỏi vai trò dẫn đầu sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, liệu EU có thể lấp đầy khoảng trống? Tuy nhiên, trước kết quả sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, những phát ngôn của ông Donald Trump đã khiến châu Âu phải có những toan tính khác cho riêng mình. Các quan chức châu Âu thừa nhận rằng khu vực này phải đối mặt với sự thách thức chính trị từ việc duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine trong bối cảnh kinh tế trì trệ, lạm phát cao và hạn chế ngân sách. Chưa kể tới các quyết định chung của Liên minh châu Âu, EU được đưa ra dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Tuy nhiên, hiện tại lại đang bất đồng với cách giải quyết cuộc xung đột. Một vấn đề đặt ra với năng lực hỗ trợ cho Ukraine, đó là vấn đề công nghiệp quốc phòng châu Âu. Có thể nói, hạn chế lớn nhất của châu Âu nếu phải tạm thời thay thế Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine là ngành công nghiệp quốc phòng không đủ mạnh. Theo báo cáo, việc sản xuất trang thiết bị quân sự đã giảm đáng kể sau chiến tranh lạnh do các chính phủ châu Âu chi tiêu hạn chế trong nhiều năm. Như vậy có thể thấy, nếu Mỹ rút khỏi cuộc chơi này, EU sẽ khó có thể duy trì viện trợ cho Kiev trong thời gian dài, bởi các quốc gia châu Âu hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế sau các ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh và chiến tranh. Nếu tiếp tục lún sâu vào cuộc xung đột, nhiều quốc gia trong EU sẽ khó có khả năng phục hồi và các bất đồng đối với việc hỗ trợ Ukraine sẽ không thể giải quyết.